Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Nếu bạn thuộc ba con giáp này thì trong tuần đầu tiên của năm mới, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 1 năm 2023, bạn sẽ nhận được những may mắn không ngờ tới. Tuần này các bạn làm gì cũng sẽ thành công mỹ mãn. Về vấn đề tiền bạc, các bạn có thể được lộc từ bạn bè, người thân, họ hàng. Trong chuyện tình cảm với những bạn còn độc thân thì ngày hôm nay các bạn có khả năng cao sẽ gặp được một người yêu quý lý tưởng. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé! Tuổi Tý, con giáp may mắn đầu tiên trong tuần này chính là tuổi Tý. Với sự trợ giúp của cát tinh, người tuổi Tý trong tuần này làm gì cũng may mắn tốt lành. Hầu hết các phương diện của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ. Bạn gần như không cần bận tâm lo lắng bất cứ vấn đề gì, từ công việc, tài chính cho tới tình cảm, sức khỏe, vì mọi thứ đều trôi chảy. Nếu gặp chút sự cố nho nhỏ thì cũng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Tuần này công việc của tuổi Tý thuận buồm xuôi gió nhờ có nhiều cát tinh, các bạn có đường thi cử, công danh thuận lợi, đỗ đạt hơn mong đợi trong thời gian tới. Tuổi này sống biết điều, làm ăn có trách nhiệm nên rất được người ta yêu quý. Bạn được quý nhân giúp tìm ra phương pháp làm việc phù hợp hơn, năng lực tiếp thu kiến thức cũng mạnh hơn, khiến cấp trên và đồng nghiệp rất hài lòng. Quý nhân có thể là những người ở ngay bên cạnh bạn, họ giúp đỡ bạn gỡ những rắc rối trong công việc, cũng như giúp bạn tìm ra định hướng, đúng đắn cho sự nghiệp, công việc trong tương lai. Tuy đôi lúc không tránh được việc bị các yếu tố bên ngoài chi phối, gây mất tập trung, nhưng may là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kịp thời sửa chữa nên không ảnh hưởng tới quá lớn. Vận tài lộc có khởi sắc, làm ăn thuận lợi nên cũng có chút tiền dư giả. Bạn còn có tư duy nhìn xa trông rộng và hành động rất khôn ngoan về những vấn đề tài chính, không ai có thể lừa được bạn. Tình cảm khởi sắc rực rỡ, dù không được lòng nhiều người nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng bạn sống có tâm và có tầm. Bạn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cha mẹ của mình, không để họ phải chịu thiệt thòi. Người đã có gia đình được sống trong những ngày tháng yên bình, vợ chồng dần thấu hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Tý cũng luôn coi những người thân yêu nhất của mình là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, để có thể được hưởng thành quả như vậy, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức quá. Nếu là người lao động chân tay thì nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh sơ sẩy để bị thương, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy chú ý chế độ ăn uống, tránh đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, cũng như có thời gian làm việc, nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn là con giáp phát tài tuần này, nhưng người tuổi Thìn cần phải đợi đến cuối tuần thì tình hình tài chính mới có những bước phát triển rõ rệt. Cuối cùng, công lao của bạn cũng được đền đáp xứng đáng, bạn có thể thoải mái sắm Tết mà không lo cháy túi. Người tuổi Thìn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để có thể phát huy đúng lúc trong tuần này. Thậm chí bạn có thể trở thành người dẫn đầu tập thể, là tấm gương để bạn bè, đồng nghiệp xung quanh noi theo và học tập. Những thành tích đáng nể trong sự nghiệp tất nhiên sẽ giúp bạn có một khoản thưởng đáng ngưỡng mộ. Tình hình tài lộc của người làm đầu tư kinh doanh cũng đang có những bước tiến khá khả quan. Bản mệnh đưa ra những quyết sách đúng đắn khiến lời lãi đổ về túi. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn ký hợp đồng với đối tác. Cát tinh xuất hiện càng mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này, đặc biệt là những người đang làm công việc kinh doanh sẽ có một ngày bội thu. Bạn phát huy hết khả năng làm việc, khao khát theo đuổi tiền bạc mạnh mẽ. Người làm công ăn lương không chỉ làm tốt công việc chính mà còn có cơ hội tìm được những việc tay trái nên có tiền dư giả. Công việc tiến triển thuận lợi bước đầu đem lại cho những người này nhiều nguồn thu. Hãy nhớ rằng chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Vốn dĩ tuổi Thìn rất hòa đồng, tính cách dễ chịu nên dù là nam hay nữ mệnh, đi đến đâu cũng luôn được hoan nghênh và yêu quý. Trong tuần này, sự khéo léo tiếp tục được phát huy, giúp con giáp dễ dàng kết giao với những người bạn mới, không chỉ giữ quan hệ tâm giao thân thiết, chung sở thích mà còn rất hữu ích trong việc trao đổi bài vở,
việc học tập thêm phần hiệu quả. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ một vài đối tượng khác giới. Trước mắt bạn hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người. Nên nhớ chớ vội vàng đi tới quyết định đến với ai chỉ vì cho rằng mình đã khá lớn tuổi. Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu bạn quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như ý muốn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Được thần tài để ý nên người tuổi Hợi sẽ vô cùng may mắn trên con đường sự nghiệp vào tuần này. Những bạn kinh doanh cũng đông khách hơn, nhiều mặt hàng bán chạy dịp đầu năm mới. Với những người làm công ăn lương, cuối tuần này là cơ hội tuyệt vời để mở rộng các mối quan hệ làm ăn bên ngoài. Những người làm công chức, việc liên quan đến nhà nước, nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn phải đối mặt với không ít vất vả, cực nhọc, do đó chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm. Việc làm ăn kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên phải rất vất vả, đổ nhiều mồ hôi, công sức, gia chủ mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức khá. Tháng này sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định. Với những người làm công ăn lương, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy năm nay lương thưởng sẽ tăng lên đều đặn. Tài lộc khởi sắc vô cùng, người tuổi Hợi có cơ hội kiếm tiền do người quen đem lại. Thời gian này bạn cũng số đỏ, tránh được họa mất tiền nhờ sự nhanh nhẹn của mình. Một số người sẽ đi nhận xe mới hoặc đi mua đồ vật có giá trị trong tuần này. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của, khoản không nhỏ cũng bởi tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Song nhiều tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế, giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái. Đường tình cảm của người tuổi này là điểm sáng nhất trong tuần, năm mệnh có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý. Bản thân bạn đã có sẵn thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời, cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Còn đối với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Bạn cũng được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng đón nhận nên mọi thứ gần như không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng. Tuy nhiên có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo, gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau, hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình, những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Tuy nhiên trong tuần này, sức khỏe của người tuổi Hợi bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần đề phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động với máy móc. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu, điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp may mắn nhất trong tuần đầu tiên của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!